Ô, cái này là thấy đây rồi. Cái này vừa bóng đẹp đấy. Luôn bệt. Rẻ hôm trước đây. Bóc hết đất đi lại đi ngon. Ôi, từ đâu em có. Này đấy. Được đấy nhỉ. Giờ nó lại có giá bao nhiêu đây? Bây giờ đấy. Bây giờ là bác nào mà thiện chí thì là 3 đồng rưỡi. 3 đồng rưỡi. Vẫn rẻ nhỉ. Hay đấy. Thành quê. Này mà ra chốt cái lại cướp nhau. Quê là xử lý chân đặt. Đẹp đấy. Của anh Hiếu nhá. Giờ của anh Hiếu đấy nhá. Bóng rất rộng. Bóng rất rộng. Kiểu là Hiếu nghệ sĩ đấy. Hát rất hay này đâu. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Khôi chất lượng. Du. Du làm đá, du ôm đá. Quay ba cái video rồi té. Đấy cái chậu này nhìn đời mới nhưng mà nhìn nó đẹp này. Nhìn nó sáng nhỉ. Sáng. À, cây này vừa cười đấy. Cây này hay. Này quái. Đấy, quái. Giá hỏi một thiếu nhé, xem lại giờ video trước có số nhé. Đấy, mang vào đấy đàm đạo này, mang ra đàm đạo cho chủ nhân bảo đảm. Lần này toàn cây mất mắt nhỉ. Cái đấy bao tiền anh? Chưa cho anh. Hồng Ngọc Mai. Hồng Mai. Hồng Ngọc Mai là bao tiền nhỉ? Ngọc Mai là có hai cây, cái to thì là 1,5 triệu. Đấy gì? Cái này đâu? Mình phải thay nhưng không phải là lúc nào. Đây, cây này trồng dưới. Đây triệu rưỡi. Cây từng vi thì bao nhiêu? Chiếc lá là triệu là cây này thì 500. 500. Rồi con cây từng vi. Dấp vào các hồ. Từng vi 1,2 triệu. Du. Du là chuẩn là 4,5 triệu. Bông đá, trồng đèo. Đọc số điện của anh vào ông nào thích được. Anh lại đọc đi. 098 38 37 909. Chung nhé. Đấy. À có nhu cầu là má liên lạc. Má là bạn thằng quay phim. Nhận cửa thế thôi. Đấy. Kinh chưa? Chứ ông Đỗ Sinh ông quay mà coi như là Hùng Đen, ông Tuấn khách hello mấy cây. Đúng rồi. Chắc cây si cũng ý nhắc bán được. Cây xanh của anh Tuấn là khách gọi điện ăn mua. Vâng. Là cây nhà này. Con này đã lại dày dày. Chả biết là gọi ông Sinh hay là chỗ em hỏi số, chả biết. Tay đây. Tùy, kệ. Số điện thoại đi. Có đọc số đi. Ai gọi thì gọi, mình quan tâm gì đâu. Đây, bay ra đây. Đồng Ngọc Mai. Đồng Ngọc Mai đẹp, du rất nghệ thuật. Chuột luôn. Rừng si. Đang thả rông để cho nó lên.
là nó xoăn 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 là bé. Xoăn xoăn này là bị đứa bỏ. Xoăn này. Bị sâu. Xong rồi là sâu rồi un. Thì là hết sâu rồi là có sâu. Xong này lên như này. Đây du này đã bắt đầu ngậm đá, bắt đầu ngậm để làm nước và chỉ nhìn nó mát mát nhìn nó vui. Du của anh Hiếu quay trước có quay mấy lần. Sang cái này vào. Tiếc là cụ có tuổi rồi, cụ tiếc. Cụ giờ cụ chỉ mong trẻ lại được như mình, cụ chơi được nhiều cây thôi, chơi khôi. Hôm nay phiên chợ cứ nắng nên quay nó cứ lung tung hết cả. Hợp lý quá, mua được. Thuyền Mai Châu Thủy 16 triệu. Hay đấy nhỉ. Giật, giật áp hết. Đang ngậm tốt phết chứ. Ngậm, ngậm khỏe phết. Con ở cái chậu này bé, con ở chậu này. Con ở cái chậu mới. Con ở ghế cơ. 16 triệu cái tiền Mai Chú Thủy này. Gỗ này này, gỗ luôn. Chinh phục là được thì nó có giá trên thị trường này. Cụ chơi là chơi sâu, chơi tinh tế. Bán mất cái chồng trước quá, bây giờ phải lại. Bây giờ đốt ra vương quỳ, kéo quá. Nhưng cứ phải này, quan niệm. Lành chứ, không chồng lành chứ. Đi chồng thì chơi cái chồng mai ra bị bể, ra cái chán rồi. Bên đây ra gì được kéo. Đúng rồi. Nếu mà chơi trộm vỡ thì chỉ có hoài niệm thôi. Cái đấy là giá thôi. Cái nguyên thế này. Cái bán cái giá này cũng ổn. Nguyên cái giá như này không có cái anh thay nào được. Và em hàng nó là như này để nhà. Để bán cái giá nguyên vậy nó đó cho đấy. Cái gỗ này nguyên bản. Anh ơi, cái gỗ này em mua tại ở ngã ba Linh Hòa trong Nha Trang nhé. Em mua mà mua bảo nó là 3 triệu đồng. Cái này đấy là thôi mình bán thì không lũa rồi. Mang từ đó ra đây anh thấy có xe điện xe nhà mang những cái này em đeo đấy nguyên một miếng không về má chắc một tí nào quá chắc tặng luôn em tặng luôn bởi nó mặn của nó ấy nó mặn mà gỗ này chắc cũng sao ấy không gì nó không còn đường nào. Rồi không có đường nào để mục nữa. Không thể mục nổi trồng trồng cây tưới nước thoải mái cái này nó lũa rồi nó còn độc lõi nó kiểu như hóa thạch rồi đấy nếu bán cho anh thì cái giá này về anh làm cái giá khác thì đến anh nhưng mà em thì em làm vậy thôi thích quá luôn á dạ vâng chốt thôi anh cứ đi nghiên cứu đi tầm khoảng độ tiếng nữa là em về có ra à em Thái Bình đấy kết là phải múc ngay này đấy có bông nước à
Có, em vừa làm hớt rồi. Đây, ngon đấy, nước còn nhiều. Vâng, uống uống đi. Đi loanh quanh chỗ nắng, chỗ râm thôi các bác, chứ không dám đi ra ngoài xa nhiều. Ngồi cả ngày này không hết việc này. Đẹp. Lắc tiếp bệt này. Lắc hết sức cả thân. Hôm trước em có lấy kéo này rồi đúng không? Có lấy hai cái rồi. Làm sướng không? Sướng. Cũng là những con kéo triệu mấy không bao giờ ăn được nó, bởi nó bền mà cắt thủ công cũng tốt. Và dùng cái đồ này rồi xong dùng cái đồ khác không dùng được. Cắt nó nhanh hay được mấy hôm nhỉ. Hôm hôm trước mang cái chậu lên cả tây chứ là qua ngoài điện mà tôi mang tới cái chậu không được không? Để có 3 triệu cái chậu. Dạ. Nào mà có con bánh. Sa công banh, công cụ vừa rồi á. Dần người Hà Nội về Hà Nội Văn Giang vào làm lên cho con để nuôi gốc. Không gấy thì thiếu gì? Hay đấy. Cây thì hay đấy. Bác vừa nãy một tí ra đây gốc cây này thì vui. À. Vừa nãy ra lấy cái này thì vui. Được.